Sở Nội vụ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Năm qua, ngành nội vụ đã làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Nổi bật là đã tích cực chủ động tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,57%, cao nhất từ trước đến nay. Công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh được chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hẹn đạt 99,8%, 100% tổ chức người dân hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước. Công tác rà soát sắp xếp các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện thống nhất, bài bản. Việc tinh giản biên chế đạt tỷ lệ theo quy định. Trong năm, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố đã sắp xếp giảm 165 tổ chức, 29 cấp trưởng và 139 cấp phó. Công tác quản lý sử dụng tuyển dụng công chức viên chức được thực hiện đúng quy định. Đã rà soát cơ cấu lại đội ngũ giáo viên toàn tỉnh, giải quyết tình trạng vừa thừa vừa thiếu ở các cấp học. Công tác thi đua khen thưởng, tín ngưỡng, tôn giáo, văn thư lưu trữ, thanh tra, kiểm tra tiếp tục triển khai có hiệu quả đúng quy định. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn đánh giá cao những kết quả của ngành nội vụ đã đạt được, trong đó đã tham mưu chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, hoàn thiện thể chế và công tác cán bộ, mà điển hình là tham mưu xây dựng được nghị quyết về thanh niên, nghị quyết về cơ chế chính sách đối với cán bộ làm việc ở trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã, quy chế tuyển dụng công chức cấp xã, sắp xếp kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ và toàn ngành tập trung cao cho xây dựng chương trình công tác liên quan đến công tác cán bộ, trong đó cần đặc biệt lưu ý tới những vấn đề nóng, vấn đề mà người dân và doanh nghiệp quan tâm. Tham mưu có hiệu quả cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chủ đề công tác năm mà quan trọng nhất là kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ, cải cách thủ tục hành chính. Cần lập lại trật tự trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ, kiện toàn tổ chức đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình công tác năm 2022 đã đề ra. Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho Sở Nội vụ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cũng tại hội nghị, một cá nhân đã vinh dự được nhận huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, hai tập thể và một cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nội vụ và nhiều tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng.